Ngày 10 tháng 3, huyện ủy Định Hóa tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt nhằm ra soát bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuân, ủy viên ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, bí thư huyện ủy chủ trì hội nghị. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, một số vị trí lãnh đạo và ủy viên ban chấp hành thuộc diện ban thường vụ tỉnh ủy, huyện ủy quản lý đã tiến hành luân chuyển công tác và được bầu vào các chức danh đã quy hoạch. Theo đó, ban thường vụ huyện ủy đã tiến hành ra soát bổ sung quy hoạch cán bộ, đảm bảo theo nghị quyết đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Tại hội nghị đã thông qua danh sách quy hoạch bổ sung chức danh chủ tịch hội đồng nhân dân huyện và 16 đồng chí bổ sung vào danh sách quy hoạch ủy viên ban chấp hành nhiệm kỳ mới các bước thực hiện quy trình nhân sự diễn ra công khai dân chủ đúng hướng dẫn và quy định